Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Innova E có năm sản xuất 2014. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, mang biển kiểm soát 14A 11482. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe sáng bóng sạch sẽ các bác nhé. Một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn máy 2.0, xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp dẹp rất là đẹp. Toyota Innova mang thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Trang bị gạt mưa sau nguyên bản theo xe. Rất là đẹp các bác nhá. Innova bản E số sàn, xe gia đình. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ của bác nhé. Đấy, lốp dẹp rất là đẹp. Cua lốp không hề có dấu hiệu mọt. Trang bị la răng đúc 4 bánh. Trang bị cản đằng sau chống va chạm các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Gầm bệ của nó này chắc lịch luôn, không hề có dấu hiệu mồ mọt. Một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn máy 2.0. Còn đây là phần cốp sau xe này. Anh em đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ 3 lại thì khoang đựng đồ của nó rất là rộng rãi các bác nhá. Tất cả ốp nhựa rất sạch sẽ. Đó, rất là ok. Trần của nó là trần 5D các bác nhá. Trần 5D chống nóng. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập. Với một dàn điều hòa trước là ba dàn điều hòa các bác nhá. Còn đây là phần keo chỉ của lắp cốp này, máng nước này. Đó, nguyên bản. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Đó có xem, rất là ok. Keo chỉ zin, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, tổng quan của lắp cốp. Nội thất rất là sạch sẽ. Đấy, đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Chân kính vè mưa đầy đủ. Hộp sàn ba bô lê, không hề có dấu hiệu mùn mọt. Còn đây là phần hàng ghế thứ hai, hàng ghế giữa các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đây là phần bậc lên xuống này. Hốp bà lè. Phần cột kèo. Cột kèo cam bát kết với các bác là cột kèo zin. Cột kèo zin các bác nhá. Không hề mất đến một cái đinh nào. Cột kèo đinh bấm zin, keo chỉ zin. Máy số zin. Táp lô táp đi của cánh cửa đang
sau bên phụ. Âm thanh này, âm thanh vũ trường cực hay. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mọt. Keo chỉ, keo chỉ của nó đều tắp tắp luôn. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá Toyota Innova mang thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Đó các bác xem rất là ok. Vô lăng này, vô lăng 4 chấu rất là ok, rất đẹp luôn các bác nhé. Tablo được của nó đã được trang bị đấy, một miếng da thảm trải tablo, hai túi khí an toàn, đấy, túi khí ABS đầy đủ, nội thất sạch sẽ, ốc bản lề chưa hề động đến kale mỏ lết, chưa hề động đến kale mỏ lết các bác nhé. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm keo chỉ zin, zin nguyên bản các bác nhé, không hề mất đến một cái đinh nào. Tablo tab li của cánh cửa đằng trước bên phụ. Âm thanh này. Khung cánh cửa không có dấu hiệu mục mọt các bác nhá, keo chỉ zin. Cam kết các bác là keo chỉ zin cả xe. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 6 năm 2021 các bác nhá. Phần lóc xe này. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ. Phần cua lốp thụt chăm sóc này. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Lốp dẹp rất là ok. Một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn máy 2.0 máy xăng, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Hai cặp đèn pha này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này đúng là mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi, không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhá. Trước này bên em đang chào bán với giá là 419 triệu đồng. Với giá tiền 419 triệu đồng bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, tất cả cua lốp không hề có dấu hiệu mục mọt, rất là đẹp. La răng đúc 4 bánh. Đây là phần táp đô táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Đó, âm thanh vũ trường cực hay. Phần keo chỉ, keo chỉ zin. Tất cả khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt chi. Zin từ ngón ốc các bác nhá. Đây là tất cả cột kèo đinh bấm nguyên bản. Tất cả cột kèo đinh bấm nguyên bản. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ. Cửa đóng phập phập luôn các bác nhá. Đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhé. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Phần keo chỉ, keo chỉ zin. Khung cánh cửa không hề mất đến một phân, không hề có dấu hiệu mục mọt. Ốc ác bản lề nguyên bản, tem mác theo nhà máy sản xuất này.
sản xuất 2014 các bạn nhé. Ốc bản lề chưa hề động đến cale bỏ hết. Cột kèo, cột kèo đinh bấm zin, cột kèo đinh bấm zin. Đó, không hề mất đến một cái đinh nào. Và sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác nhé. Bô lăng của nó rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé. Máy lổ rất là êm. Mà đồng hồ không báo một lỗi gì các bác nhé. Phun nước gạt mưa. Điều hòa của nó này. Đấy, em ấn AC này. Điều hòa rất là mát luôn các bác nhé. Quả số này. Phanh tay. Đây là bệ tỳ tay này. Phần kính lên xuống. Hoạt động rất là trơn tru. Đó, rất là ok. Đây là phần điều hòa phía sau này em đóng này. Đó, điều hòa của nó này. Rất là mát luôn. Phần chắn nắng này. Đó. Đèn trần. Hộp đựng kính. Chắn nắng hai bên đầy đủ. Gương chỉnh điện. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Đấy. Rất là ok. Tất cả những cái ốp cột của nó này. Khít khịt luôn các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2014, bản E số sàn máy 2.0. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 419 triệu đồng. Tất cả những cái đinh bấm giằng giật ốc ác zin nguyên bản. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình mang tên tư nhân biển Quảng Linh. Đây là cụm chia ABS chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Máy số zin, máy số zin các bác nhé. Ông ga vẫn còn sơn chống tẩy màu. Những máy lổ rất là êm. Phần tổng quan khoang máy các bác nhé. Phần keo chỉ của lắp capo. Keo chỉ của nó keo chỉ zin. Lỗ này không hề có dấu hiệu mo méo. Tròn zin nguyên bản.
rất đẹp các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc sử dụng thôi các bác nhé. Quá là yên tâm. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2014, bản E số sàn máy 2.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 419 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.